Sốc, phát hiện hóa thạch nhiều năm tuổi khi khám phá bàn làm việc của biên tập viên thời tiết Xuân Anh. Đồng mình là người tặng chị khá là nhiều bình nước, nhưng mà chị uống nhiều nước thì chị sẽ bớt khô khan đi. Đây chị nhiều trà phết nhỉ? Hoặc bán lại, đây là loại mà bên chị rất là thấy. Mùa đông ấy thì họng sẽ bị yếu, nên là thể khắc phục bị nước mọng ấy. Uống trà nó sẽ ấm người hơn. Còn đá gì? Chị khéo, chớp. Nhìn lại tay đi. Thế đen chưa? Ui, mùi xanh. Đây đây, trà. Đây là chị đi Trường Sa, trên Trường Sa lớn. Đã biết trước tặng chị nguyên tài phúc mạng. Chị toàn đồ chị đang dùng mà cũng chẳng có cái gì lạ. Này chắc ui vãi. Ôi trời ơi. Tháng 4 năm 21 ạ. Chị dạy. Trời ơi, có người đẹp. Cái thằng như thế nào mọi người? Mọi người mới đổ ra đi. Trời ơi. Mọi người ơi, đừng xin thẳng vào nhau, nó mất đây nha. Ôi trời ơi.